bố về đây, bố về đây. Số đầu tiên bố về đây, bố về đây. Nghe cho ngâm tâm đi theo cùng con, lo cho con sớm khi mà chú toàn ngờ. Về ngâm tâm hãy mau trả lời hình đi. Dạ. Để nhớ hình đi nam tử. Để làm gì vậy mẹ? Và bài hình nam di. Thưa thầy, con chúng ta kính thưa bản tâm. Dạ. 45 số đầu tiên 45 chị. Em mới đi ra cái chị Quyền nhìn cái tàu hình của em nè, cái chị Quyền hỏi em là con nhỏ ngâm tâm hả? Trời ơi, mẹ kia vô kêu ngay ngâm tâm luôn. Từ đây về sau cứ ngâm tâm luôn, cứ bán chút anh Đài vô nha. 45 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ở quê mình giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược, kéo ngạc trong mưa, gió lùa quạt hôn. 24 mấy gì đây hay, 10 gì đây, 10 gì đây, 10 gì đây. Chị ơi, hồi tuần trước đó, em có một cái bài hát về cất nhắc đó chị. Chị có nhớ không? Không. Dạ, đại loại là chị hồi... không phải tốt, bây giờ chị không có quan tâm đến cái vấn đề đó. Dạ, đại ý là hồi tuần rồi em có một cái bài hát. Không, thật sự là chị biết bài đó rồi. Dạ. Tuần này em sẽ có một cái cất khác, một cái loại cất khác. Rồi, 10 gì đây, 10 gì đây, 10 gì đây. Số gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Nghe dễ nghe dê nghe về mà tớp lộ đó. Đồ bộ đứng kệ đứng vô tập tạ cho đo đô rồi về giành váy. Ai cười ai cười ai cười thì dậy nãy là chị nằm chơi. Không đó là chị lộ. Không nhắc thì quên là mình làm tớp. Thôi thì làm tớp mà lộ một chút thôi. 18 ơi con người ta. Tan nát tim tôi, ngày người lớn sẽ qua làm đẹp lòng mẹ cha cho tình yêu đôi ta. Ban đầu là học máu, 56 mấy gì đây bố, gì đây bố, gì đây bố, gì đây. Em kể cho chị nghe cái này nè. Bố gì đây bố, gì đây bố, gì đây. Hôm qua tôi gương thấy em thiệt xinh, nay tôi buộc thấy chị vô mà coi biết. Càng ngắm ta càng ngắm càng thấy, trời đất ơi con nhỏ này nó xinh, xinh quá trời, xinh thú hồn. Em rất xinh. Chị Tài ơi, 42 ơi, 42. Cái kiến của bà có tài ám không? Cái kiến của bà đó có tài ám không? Cái kiến em hiểu 360. Chứ bình thường là không có ám là ghê lắm nha. Gì đây con, số gì đây, số gì đây. Nhìn đám cưới của người mình yêu, chỉ thấy lòng gì buồn vô hạn. Người ta giờ ngập tràn hạnh phúc, còn riêng trong ôm mối tình mà lặng câm. 35 mấy gì đây con, gì đây năm, gì đây năm, gì đây ngày lớn sẽ cưới. Sao
nên là hôm em không vui. Học cách quên anh như thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi. Bây giờ trái tim em giờ đây chẳng hề yêu ai. Quên được anh em không quên cả đây, em yêu một người. Còn 50, còn 50, còn 50 đây. Vì đây còn 50, còn 50, còn 50. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chỉ vô mà qua, chỉ nghe chính thân. Chỉ qua cao lắm, chỉ về mà không ngừng. Đâu đâu cũng có mà đáng lẽ công việc này phải là của cô Na. Này là cái gì vậy? Dạ là em hóa thân vào một cái nhân vật là một cái cô bé đi chăn câu hồi xưa đó chị. Những cái trò chơi ở đây là những cái trò chơi mà tái hiện lại những cái trò chơi hồi xưa như là đá gà nè, kéo co nè. Rồi. Ý nghĩa là cái gì? Chị thương em không? Thương, chị thương, chị gợi ý cho cưng nói được tiết mục của mình đó. Thương em đừng hỏi. Dạ, đừng gợi ý gì nữa. Ý nghĩa của cô bé là nội dung tiết mục là một tiết mục vô nghĩa quý vị. Dạ, quý anh chị, có vé hết chưa ạ? Đúng rồi đó bé Tư. Dạ. Ở giữa lúc mà kia là chưa có bé nè. Dạ. Cái sóng tao sao á. Cái sóng nghe cà rô á. Alo. Dạ, ai mà đứng ở trong quá mà đứng kia bé Tư, tội nghiệp cái người ở ngoài nó càng kìa. Trời ơi kìa. Từ từ. Còn gọi tiếp theo là còn gọi 30 ngàn ở đây đang bán là quý vị. Còn nữa thì nó cái vô thủ là 03 ngàn hơn 5 ngàn ở 5 sông vàng của quý vị cả. Cho nên là quý vị cả là mình chưa có bé thì còn là 03 ngàn nữa ha. Rồi song song với đơn vị hôm nay là thứ 5 thì cuối tuần nay. Rồi còn 3 đơn vị nữa là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và đặc biệt là đơn vị chủ nhật cái chủ đề là bước nhảy hoàng vũ. Chị Nhung, chị nhắc về bước nhảy hoàng vũ ấy. Hay cảm giác cái chuyện sao á. Giao lưu chút gì không? Hối luôn. Như em biết thì có lẽ là lần đầu tiên Như Nhung tham gia bước nhảy hoàng vũ lúc trước vậy. Không, mà trước khi mà hỏi là chị có tham gia không vậy đó. Trời ơi, xuất sắc vậy. Sáng này chị hả là cái này chị đang ra như là sao vậy? Chị Nhung bê mấy anh em sơ. Chị đòi hỏi cái tiết mục đó là em. Chị bê mấy anh đó đúng không? Không có. Vậy mấy người bê chị? Hả? Mấy người mới bê nổi chị? Sao vậy? Sáng này nè, chị tới chơi trong bây giờ đó. Em thích chị Nhung bụng em biết chị Nhung. Gái mà chủ công mà nhảy nhảy mấy anh trai mà bưng lên gì nè. Cái ảnh nói sao gì? Ảnh không có tiền. Có tiền làm gì? Cho nhé bên này anh à. Bên này. Anh đang làm cái gì nhận diện. Anh đang cái thân mình của em. Bánh xã hội nghiệp. Tội nghiệp chồng sinh sống không? Nghe 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 mọi người luôn. Tại vì lý do là mọi người chưa ai từng nhảy đó. Mà chủ nhật này là mọi người sẽ thấy là một điều vô cùng là hấp dẫn nha. Vì là chỉ là cảnh nhảy hồ xuất sắc lắm. Em nghĩ bước nhảy hoàng vũ là đối với chị thôi. Còn đối với dancer là bước nhảy hoàng hồn. Nhảy xong cái không có kịp hoàng hồn về luôn. Mình bước bê chị nhạc quá. Chúc mừng em. Ủa quên mấy giám khảo. Mình thích nhạc lắm. Không, chị em nói thiệt nè. Chị có thể gợi ý được là chị sẽ nhảy cái điệu gì không? Cái điệu thôi chứ phải tên bài hát. Biết cái điệu mà thì ta hỏi là bạn chuẩn bị nhảy điệu gì đó chứ đâu có nói bạn không biết đâu má. Trời ơi nè đó, thấy chưa, thấy chưa, người ta hỏi cái tên cái điệu đó má ơi. Một bước là biết rồi nè đó. Điệu gì vậy trời? Điệu gì?
Dạ, dạ bây giờ biết đâu đã ổn định rồi mà chị về chỗ này, này. Biết này hay nè, điệu lý tình quê đó. Xong rồi chị. Dạ. Dạ rồi, thì vừa qua có một chút xíu kỹ thuật cho nên là mong quý anh chị mình thương tình bỏ qua ha. Và ngay từ bây giờ, quý vị khán giả mình quay tâm ra với trên tay, hướng mắt về sân khấu chuẩn bị. Dạ cuốn. Đầu tiên mẹ về đây, cô về đây mẹ, về đây mẹ, về đây cá lóc cá chê cá chích cá bông cá lồng tông xèo, cá bông cá mô cá su hồng xèo với bụng hai xèo nhào vô bà con ta cùng tới lô tô Sài Gòn, 15 đồng mua hôn một tung cá xe mua tiền Việt Nam, con số tám, con số tám, con số tám đây, về đây số đầu tiên con số tám, mua liền về nhà là con số tám, con số tám, số gì đây số về đây con số tám, mua tiền Việt Nam, làm cá chị. Vậy xin lỗi. Tại cái mic đó quý vị, cái mic nghe không rõ gì hết trơn á. Sao vậy đây, số gì đây? Thôi đi đừng hại em nữa. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ô kìa anh như con thắp, con bắt nằm ở sao mới về. Các người chúng ta xinh quá trông ngất ngơ đắng nghe làng ta mới. Ngày nào luôn quay chiếc tiền mời, ngày nào tôi phải làm việc mà giờ đây. Cô thắp xinh như nàng tiên, 60 nguyên. Con sáu mươi này gì đây ba, gì đây con ba, gì đây ba, gì đây nơi cung cấm chuông cung quang, bao nhân quý bao kỳ cần, dành làm chi gác son đài cao, dành làm chi một chức hồng quyền, 30 nguyên. Con ba mươi số gì đây, số gì đây, tôi số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chị là gì? Ở đây chỉ có hai người thôi đó. Thì em là Tiết Lan đúng không? Ừ. Còn chị là gì, chị phải dạy em. Em là gì vậy? Hả? À, chị là thần nữ đó. Thần nữ Tiết Lan. Dẫu ơi vì sao nỡ đánh tâm, duyên kia ban đầu ai đã trao, thương ai thiết tay chào ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo khổ đau. Còn số sáu, còn số sáu, con Tiết Lan với con thần nữ nó liên quan gì gốc nhau chị? Không có liên quan gì hết á, tại vì cái tiết mục này là sân khấu sôi động nó vậy đó. Số gì đây mẹ, gì đây mẹ, gì đây công suất gì đây mẹ, gì đây nơi anh lộn mẹ hát lại đó. Bạn cứ nói, bạn cứ quan tâm tới người ta làm chi, lo cái con số của mình đi. Số gì đây mẹ, gì đây mẹ, gì đây hiếm chi buồn thở than vậy thôi, mới có chồng tuổi đang còn xuân, tổng lan dân quanh buồn nhiều, có chồng làm chi mà như cô hồn. Còn số bốn, còn số bốn, còn số bốn, còn số bốn mấy gì đây? Còn số bốn, còn số bốn, số gì đây, còn số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây? Nhà có dư hàng trăm cân hầu, miền chiếc giang là quê. Và tụi em vừa răng tròn, em xứng danh là chú anh đài. Còn số hai, gì đây buồn, gì đây buồn, gì đây má của em biết buồn mà biết bao, biết đổ bánh trang biên ra cái bánh xèo, gia cảnh em nghèo thiếu nợ bà trăm, mà bà trăm nói với em không có nhiều, con bò rụng cọc lông như cái me rụng lá. Bốn mươi ba mấy gì đây, bốn mươi ba mấy gì đây con, mấy gì đây, mấy gì đây con, mấy gì đây, mấy gì đây. Nếu như em là con bò rụng lông cái me rụng lá thì chị là đêm nay trên phố mưa tơi bời, đồng nghe bao nhớ xuống đầy vơi, làm sao cho anh vui còn ai cho em vui bằng mỗi trên đôi môi ôi người. Con số mười mấy gì đây, hai gì đây, hai gì đây, tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai, cái ngoan rơi nghe thương mắt cay nay lôi về sao bà chân nào nghe. Rượu ngon làm ta uống say, cà phê đắng làm ta ngấm cay, tất chim bao chẳng mơ thành nhau, vỡ mộng rồi đi mình em đắng cay. 27 cũng như con kịch. 27 số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, giúp trai
gì đây? Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay chưa về. Em gọi anh yêu thương nay dù không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác. Do có nói với anh lòng em thì tôi em thương say yêu thương và xa chốn này. Còn từng xưa khi bao năm dù quên lối về. Chào mấy tay ta rồi hai người dừng bước lối. Nghe mưa rơi lòng bất cơn đau sẽ thôi khóc thầm. 35 35 con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Em ngã xuống như bao người dung si. Phút cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em dám ngã cùng bao ta. Em mãi ngàn đời là một bông bông Việt Nam. 58 em gì đây, con người gì đây, mời gì đây, mời gì đây. Quay quay, con người mày là sắp chết cờ hơn. Kêu quá chị mệt, tôi chị lại đó, chị mệt không? Lạy Chúa, cuối cùng cũng có người kinh rồi. Rất tốt, và chị cảm ơn em một lần nữa. Bởi vì theo chị biết là em đã theo đuổi từ mùa 3 và bỏ hết 2 năm tới bây giờ thì em mới được vô chung kết. Và cái thành quả ngày hôm nay em đứng đây đã là một cái minh chứng cho sự cố gắng. Và nhìn ở em, nhìn phần trình diễn của em, đó là một phần trình diễn thực sự thực thụ của một nghệ sĩ lô tô chuyên nghiệp. Chúc mừng em. Lần đầu tiên cho phép Cẩm Dung gửi lời chào đến toàn thể tất cả các khán giả đang xem trực tiếp và quý vị khán giả đang xem live stream. Chào Kim Lai. Dạ, chào chị. Chào Vũ Yên. Đặc biệt là tiết mục của em, chị rất là thích là cái tiết mục mà em múa, cái đó múa hay nhảy ta? Dạ, nhảy. Múa nhảy đúng không? Đó. Rất là ok, tại vì lúc mà ra chị tưởng là em đang diễn cái thánh giống không à. Tại vì cô có rất là nhiều trẻ em đó bước ra tưởng là thánh giống không mà chị tưởng em hát. À mà thì ra là em nhảy nhưng mà rất là ok, rất là xuất sắc nha. Cái phần có nhiều cái động tác rất là khó nhưng em thể hiện rất là thành công. Và cái phần kêu số cho em cũng tốt nữa. Cái dẫn dắt chương trình đó thì nói chung là cũng tạm thôi nhưng mà tương đối là ổn. Ta chúc mừng em thành công đại nha. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Ok, ở cái phần hỗ trợ thì nghệ sĩ Kim Lai cũng sẽ là phần giám khảo để cho điểm bạn luôn. Thôi lại nói gì với bạn đi. Không, thì thực sự là thấy cái tài năng của bạn là vượt trội hơn so với Lai rồi thì nhận xét gì nữa. Đúng không quý vị? Dạ, ai cũng thấy là bạn nổi trội hơn Lai nhiều, em chỉ hỗ trợ bạn chút thôi. Dạ. Ok, rất là công tâm. Cho em chia sẻ một xíu được không chị? Rồi, tại vì những cái giọng thi trước thì em bị nhận xét là đứng như cái khúc cây gì đó. Nếu như mà không có những bài mới á, thì em thật sự rất là làm cho không khí nó đi xuống, nó bị trùng xuống. Nhưng mà em rất là cảm ơn chị Lai ngày hôm nay đã cứu em nhờ có chị. Nhưng mà cái phần thi của em nó năng động, nó sôi, nó có nhiệt hơn. Nó không phải ở chị Lai không nha. Nhưng mà chị nói cái này, cho dù em có bài mới mà không khí nó trùng là vẫn trùng thôi em. Tại vì có những cái bài hồi nãy chị có thiếu sót cái này là khi mà góp ý cho em đó. Em học những bài rất là dài, hát gần hết A1, A2 tới điểm khúc của bài hát luôn mới sổ số. Nhưng mà không có một cái điểm nhấn gì hết thì nó vẫn trôi như bình thường nha. Ví dụ như mình hát một câu thôi mà mình nhấn cái câu đó làm cho người ta nhớ. Giống như chị Ẩn đó, là một người cũng quen với em đó. Chị Ẩn là nữ hoàng cờ bạc, tại sao? Tại vì chị Ẩn ít bài nhưng mà bài nào người ta cũng nhớ hết trơn á. Đó cũng là một cái thế mạnh của chị Ẩn, cho nên là không cần mình phải nhiều bài. Nhưng mà cái bài mình hát nó phải có điểm nhấn, cái điều đó mới là quan trọng nha. Cái ý là nó bả luôn đó, bả chỉ 6-7 con số thôi, 6-7 bài thôi đó. Là cái ý là nói lộ là 1 trong 2 trong 1 của nó có gì, đúng không? Dạ, em không phải thần thánh chị, em chưa. Dạ không phải chị, nhưng dạ. Mà ý em hiểu cái ý của lộ là như thế nè. Thí dụ như mà mình kêu với rất nhiều người thì mình có thể chuẩn bị một bài đinh hoặc hai bài đinh. Thì mình ra thì mọi người có thể không đinh nhưng mà mình đinh ok. Nhưng mà ở đây một cái trường hợp này mình kêu một mình rất là nhiều số. Mình không thể nào kêu 6 số mà 6 số đinh hết được. Em thí dụ em kêu 6 số, 2 số đinh là ok rồi. 4 số còn lại em thả. Dạ, ok, cảm ơn Lai. Đó cũng là một cái chiến lược. Nhưng mà theo chị nha, chị nghĩ là mình đã đi thi rồi, phải tốt từ con số 1. Nhưng mà lại thấy là bạn tốt tất cả các con số nhưng mà đâu có ăn được đâu. Không phải là giống như Quyền nói nào, hên xui là do những con số các bạn bốc ra đúng trúng tủ nữa. Tại vì thi là phải hơn tôi, nhưng mà chắc chắn thì các bạn phải thông minh, các bạn phải đảo số những cái số đuôi á. Nhưng mà thật sự là Du Yên là một trong những thí sinh á, có chịu đầu tư và có chất xám rất là nhiều. Khi mà đầu tư với đến với chương trình này là có rất là nhiều cái mới để mình xem luôn á. Dạ dạ dạ, em rõ ràng một nhân tố đáng gờm trong cái top 6 năm nay. Cảm ơn Quyền rất nhiều. Cái bài nhảy của bạn hồi tuần trước cũng rất là hay.
Dạ, tuần này rất là tiến bộ luôn. Thank you, cảm ơn Duy. Cảm ơn mọi người.